Bài sáu cũng làm chơi cho vui chứ bài sáu cũng đâu có ấy, bài sáu cũng đâu ăn mì đâu. Nhiều món nhiều. Cái yêu nhau bị xe và một đêm đó là một vài bí bộ. We support. We pay about $20. Good. Vì sao mà đi ăn ở nhà chú Tám cũng vậy? Luôn luôn cô ái dặn kia nghĩa là trứng bối. Cha du nhập. Mà cái dặn nó này luôn muốn nước mà mới nóng. Cái miệng bán không có nổi chắc là. Nhưng mà nói chung lại là ăn đó ở miền Nam nghe ở miền Nam Mét đây đè cà phê nó thật là giòn, đúng không?